một công ty tại quận Tân Bình có đến 50 ca dương tính. Tối ngày 2 tháng 6, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 31 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 29 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng và 2 ca là F1 của bệnh nhân 4781, con gái của bà chủ quán bánh canh O Thanh được xác định là dương tính vào ngày 20 tháng 5. Ba chuỗi lây nhiễm với 257 ca mắc COVID-19. Đối với chuỗi lây nhiễm đầu tiên tại một công ty kiểm toán ở quận 3, hai bệnh nhân đã tiếp xúc gần với 193 người và tiếp xúc khác với 1.380 người. Ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm mở rộng tại các khu vực liên quan với 10.686 mẫu xét nghiệm. Đến nay chưa phát hiện thêm người mắc bệnh, cả hai bệnh nhân có cùng nguồn lây do biến chủng Ấn Độ. Chuỗi lây nhiễm thứ hai tại quán bánh canh O Thanh quận 3, đến nay đã có 7 ca bệnh được phát hiện, trong đó có một bệnh nhân 5463 đã tử vong. Chuỗi lây nhiễm này đã được điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để với 174 người tiếp xúc gần, 835 người tiếp xúc khác, mở rộng xét nghiệm cho 1.382 người với tổng cộng thực hiện là 2.391 mẫu xét nghiệm. Kết quả giải trình tự gen các bệnh nhân trong chuỗi lây nhiễm này là biến chủng Anh. Riêng chuỗi lây nhiễm tại nhóm truyền giáo Phục Hưng được phát hiện từ tối ngày 26 tháng 5, chỉ trong thời gian ngắn đã có 248 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 của 7 người bệnh đầu tiên đều thuộc biến chủng Ấn Độ. Hiện nay chuỗi lây nhiễm này đã lan rộng ra khắp 20 trên 22 quận huyện, trừ quận 11 và huyện Cần Giờ có ca nhiễm bệnh. 7 tỉnh thành khác là Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Đồng Tháp cũng có ca bệnh liên quan đến nhóm truyền giáo này. Đặc biệt trong số 248 ca mắc COVID-19, tại nhóm truyền giáo có 3 ổ dịch nhỏ nằm trong chuỗi lây nhiễm này. Cụ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Tú FN ở Tân Bình có 50 bệnh nhân. Bệnh nhân 6301 lây nhiễm cho 44 ca F1, 5 ca F2. Bệnh nhân là các nhân viên làm chung và lây lan trực tiếp cho người nhà. Công ty trách nhiệm hữu hạn IDS ở Tân Phú có 23 bệnh nhân. Bệnh nhân 6787 lây nhiễm cho 9 ca F1, 12 ca F2 và 1 ca F3. Bệnh nhân là nhân viên làm chung và lây lan tiếp cho người nhà. Trường mầm non Song Ngữ ở quận 12 có 20 bệnh nhân. Bệnh nhân 6427 lây nhiễm cho 10 ca F1 và 9 ca F2. Bệnh nhân là giáo viên của trường rồi lây sang cho các hộ gia đình khu nhà trọ. Trong chuỗi lây nhiễm của nhóm truyền giáo này có 3 bệnh nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Hiện vẫn chưa phát hiện lây nhiễm trong khu vực này. Theo HCDC đánh giá, việc truy vết quyết liệt và cách ly tập trung tất cả các tiếp xúc gần thì sẽ tiếp tục phát hiện ca bệnh trong chuỗi lây nhiễm truyền giáo này, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, thành phố có thể xuất hiện những ca bệnh không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan. Do đó, người dân tuyệt đối không được chủ quan, luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định 5K. Bên cạnh đó, cũng không hoang mang, lo lắng, theo dõi và thực hiện theo đúng quyết định của chính quyền, khuyến cáo của ngành y tế. Các cơ quan đơn vị cần nâng cao khả năng phòng thủ, tổ chức làm việc, sản xuất an toàn, không để virus có cơ hội lây lan tại đơn vị. Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh.